Mình trồng và bán vào dịp Tết rất là tốt các bạn. Giá cả một cây violet này nhiều khi nó lên đến mười mấy nghìn một cành. Xin chào các bạn, hôm nay sẽ quay cho các bạn cái vườn violet là chuẩn Tết luôn. Lúc này trên cây lũ đang rất là nhiều. Violet năm nay thời tiết nó khắc nghiệt như thế mà đến giờ này vẫn đang khoe sắc như này và vẫn đang có nhiều lũ như này thì là quá là tuyệt vời. Những năm trước ấy, thời tiết nhiều khi là nó ấm ấy, là cái violet này đến giờ này nó còn có quả rồi. Nhưng mà năm nay violet như này thì quá là ok. Đây, lũ rất là nhiều các bạn này. Những cái lũ này sẽ nở đúng vào Tết. Hôm nay tưởng là violet sẽ nở trước Tết và lúc này có quả cơ, nhưng mà thực ra là violet hôm nay là cũng rất là chuẩn. Đây, cái vườn này ở gần khu nhà mình mà mình rảnh đi quay cho các bạn xem thôi. Nhà mình lâu rồi mình cũng không trồng violet, trước kia thì mình trồng cũng rất là nhiều nhưng mà lâu rồi mình không trồng. Violet này mình trồng và bán vào dịp Tết rất là tốt các bạn. Giá cả một cây violet này nhiều khi nó lên đến mười mấy nghìn một cành một cây, rất là tuyệt vời. Nhưng mà mình không thích trồng violet bởi vì là khi mình trồng cái cây nó rất là nhỏ, nó như cái kim ấy. Cái thời gian mình trồng ấy thì nó rất là lâu. Bởi vì cây nó rất là nhỏ, khi mình cấy cái cây hoa là nó mất rất là nhiều thời gian. Nhưng sau khi nó phát triển lên rồi thì cái violet này phát triển rất là tốt. Đây là dòng violet mà miền Bắc Tết đến hầu như nhà nào cũng rất là thích chơi. Violet cắm riêng một mình thì cũng rất là đẹp. Và nếu mà cắm kèm với hoa thực dược nữa thì lại tuyệt vời. Thực dược với lại violet nó là một cặp đôi song sinh. Nên là nhiều người vẫn cắm hoa theo cái cách truyền thống. Đó là một cái lọ hoa thực dược là phải có một vài cành violet kèm vào đó. Đó là cái phong tục của người miền Bắc mình chơi hoa ngày Tết. Trong đó có hoa violet và hoa thực dược. Trước đây thì khi Tết đến miền Bắc thì hầu như là ở trong nhà ngày Tết đều phải có một cái lọ hoa thực dược và một cái cành violet cắm cùng. Và bây giờ thì một số người thì lại cắm theo cái phong cách mới, đó là chỉ cắm violet riêng thôi, không cắm cùng với thực dược. Thì cái này thì nó theo sở thích của mỗi người. Nhưng mà ngày Tết miền Bắc mà không có cái bông hoa violet thì nhìn nó sẽ không được đẹp. Violet này thì trồng nó rất là dễ thôi các bạn, nó dễ lắm. Mình cấy là cứ thế xong là nó lên, nó chăm sóc cũng rất là nhàn. Hầu như sâu bệnh thì nó cũng không có. Chỉ có cái giai đoạn mà khi nó ra hoa như này, gặp cái thời tiết nó mưa nhiều lồm ẩm thì nhiều khi nó bị thối thân thôi. Và cái violet này bán cực dễ luôn. Nó ở miền Bắc thì cái violet này bán cực dễ luôn. Trước đây mình trồng cũng rất là nhiều nhưng mà lâu rồi mình cũng không trồng. Nhìn rất là đẹp các bạn. Hoa violet này nếu mà cắm một lọ to toàn hoa violet thôi, màu sắc sẽ rất là đẹp. Một trong những cái loài hoa mà người miền Bắc rất là thích khi Tết đến xuân về. Có thực dược là phải có violet thì nó mới đẹp. Đấy, lụ rất là đều này các bạn này. Đấy, những cái lụ này mấy hôm nữa sẽ bung này. Ở nhưng mà rất lâu tàn, ở trên cây như này thôi nhưng mà để mà tàn được hết cái cây hoa này thời gian cũng rất là dài. Bởi vì cứ cái hoa này mà tàn đi thì cái hoa khác lại lở ra. Violet này thì trồng nó cực dễ luôn. Hoa violet này là gieo bằng hạt. Khi mà hết mùa hoa, chúng ta để cái quả lại, chúng ta lấy hạt. Nhưng mà cái xử lý hạt này chúng ta không phải ai cũng xử lý được. Để xử lý cho hạt này mầm ấy, là phải ủ trong tủ lạnh các bạn, thì nó mới có mầm để chúng ta trồng. Còn nếu các bạn mà cứ lấy cái hạt của nó xong các bạn cất đi, đến mùa năm sau các bạn gieo thì không bao giờ nó mọc. Phải dùng kỹ thuật ủ hai sôi ba lạnh, mình phải để trong tủ lạnh để ngăn mát để cho nó được mầm thì bắt đầu mới đem đi gieo được thì mới thành công được. Violet nó khó cái là mình phải ủ bằng cái nhiệt độ thời tiết nó phải lạnh thì chúng mới nảy mầm. Còn nếu mà chúng ta cứ thế mà đem hạt đi gieo trực tiếp thì nó sẽ không mọc đâu, tỷ lệ mọc nó rất là ít. Màu sắc rất là tuyệt vời. Đây mình quay bên này cho các bạn xem, nụ rất là nhiều, nụ chi chít luôn. Đấy, những cái nụ này thì sẽ lở vào Tết, quá tuyệt vời rồi. Năm nay violet lại lở đúng vào dịp Tết. Tết đến hoa violet này nó thật trên miền Bắc mình nhá, bán đắt như tôm tươi luôn, rất là nhiều người mua. Màu sắc rất là tuyệt vời. Những cái cây violet này để mà chăm sóc nó cũng rất là nhàn ai cũng trồng được. Nó chỉ mất cái công như lúc mình đã nói trên là mình trồng nó hơi lâu một chút, là do cái cây của nó chỉ bằng cái kim thôi.
Đấy, khi mình trồng cái cây giống của nó chỉ bằng cái kim thôi, trồng nó rất là lâu. Còn khi mình đã trồng nó phát triển thành cây rồi thì chúng đã phát triển rất là tốt và hoa của nó sẽ nở đây như các bạn đang xem này, rất là đẹp. Cây này thì nói chung là chưa được to đấy, nếu mà mình chăm sóc, mình trồng thưa một chút, mình chăm sóc tốt thì cây nó còn to nữa. Tết đến mà mình bán lẻ này, bán lẻ theo cây đấy, mỗi một cây này 10.000, mười mấy nghìn một cây, càng cây to thì càng to tiền, hoặc là mình có thể bán theo bó. Nếu mà các bạn muốn trồng hoa để có thu nhập vào dịp Tết thì các bạn nên chọn cái violet này, trồng nó rất là dễ, chúng ta không cần phải dùng đến thuốc hóa học, trồng nó rất là dễ và cái giống của nó cũng rất rẻ đấy, nó không có gì đắt các bạn. Trong khi những cái loài hoa khác thì mình còn tỉa ánh, tỉa lụ và dùng thuốc hóa học, nó chi phí rất là cao. Nhưng mà dòng violet này chúng ta cứ trồng xuống, tưới ẩm thôi là chúng cứ phát triển lên và sau nó cho hoa thôi, rất là dễ. Một trong những cái dòng hoa mà cực kỳ dễ luôn, không cầu kỳ, ai trồng cũng được và không kén đất, đất nào các bạn trồng cũng được. Nhưng mà chỉ trồng được vào mùa đông thôi các bạn nhé, chỉ trồng mà được mùa đông thôi. Nó là một cái loại hoa xứ lạnh, nó ưa lạnh chứ nó không phải là hoa ôn đới, mà nó không phải là hoa nhiệt đới để chúng ta trồng được quanh năm. Miền Bắc thì trồng từ tháng 9 âm rồi đi, tháng 9 âm bắt đầu trồng. Trên cây lúc này các bạn nhìn này, rất là tuyệt vời này, nụ chi chít luôn. Đấy, những cái nụ như này là vừa vào Tết luôn này. Đấy, cây hoa violet đẹp là Tết đến là nó có hoa, có lụ, có quả, nhưng mà quả ít thôi. Đấy, chứ nếu mà lở sớm quá rồi mà Tết đến toàn quả thì nhìn này, cây violet nó rất là xấu. Dòng violet là dễ trồng nhất trong các loại hoa. Chi phí đầu tư rất là thấp và mình không cần phải có kiến thức hay kỹ thuật về nó mình mới trồng được, ai cũng thể trồng được. Hoa thì nó lưu tiêu như là hoa rau cải thôi, nhưng mà nó lên là rất là đẹp và mình không cần phải mất nhiều thời gian chăm sóc, cũng không cần phải đi học hỏi kỹ thuật của ai. Chúng ta làm sao trồng đúng cái thời vụ của nó và chăm sóc tốt thì Tết đến các bạn sẽ có thu nhập. Các bạn nào muốn khởi nghiệp nghề trồng hoa để có thu nhập vào Tết thì chúng ta nên chọn những cái dòng hoa dễ chúng ta trồng trước. Càng dễ thì chúng ta trồng, một là chi phí nó sẽ thấp, hai là tỷ lệ rủi ro nó sẽ ít. Chứ nếu mà các bạn khởi nghiệp, các bạn chưa biết gì về trồng hoa mà chúng ta đầu tư toàn những củ ly rồi những cái dòng hoa đắt tiền chúng ta khởi nghiệp thì nhiều khi chúng ta sẽ bị thất bại ở ngay giai đoạn đầu. Khi trồng hoa để khởi nghiệp mà chúng ta chưa nắm được cái kỹ thuật thì các bạn nên trồng những cái dòng hoa nó dễ và chi phí nó thấp nhất để chúng ta khởi nghiệp thì Tết đến các bạn sẽ bội thu. Video của mình xin được tạm dừng tại đây. Nếu các bạn thấy hay cho mình một like, một đăng ký kênh và nhớ ấn chuông thông báo để đón xem những cái video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.